mời quý vị cùng trở lại theo dõi chương trình The Kim Dung Show trong chủ đề câu chuyện của hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, trong tuần trước thì chúng ta cũng đã cùng tìm hiểu những vi phạm về pháp lý cũng như là những phiên tòa phi pháp và vi hiến của Cộng sản Việt Nam mở ra để mà xử các blogger cũng như là nhà tranh đấu cho tự do dân chủ của Việt Nam. Và tuần này chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện với luật sư Đỗ Thái Nhiên về tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam có đang ở trong giai đoạn thoái trào hay chăng? Và một cái phong trào quần chúng có thể thành hình trong điều kiện nào? Hay là liệu có một cái hệ thống nhân sự hoặc là tổ chức nào có đủ khả năng để mà thay thế người cũng như là hệ thống cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sụp đổ? Kim Dung xin trở lại tiếp tục câu chuyện này với luật sư Đỗ Thái Nhiên. Xin kính chào ông. Kính chào cô Kim Dung. Tôi là Đỗ Thái Nhiên. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Thưa với luật sư Đỗ Thái Nhiên, thì sau khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện cái kế hoạch đổi mới vào năm 1968, thì rõ ràng là có những cái chuyển động lớn về kinh tế cũng như là về xã hội. Và cái chuyển động như thế nào chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng mà cùng một lúc cái tình hình chính trị ngày càng thấy là có vẻ ngột ngạt, và cái sự đàn áp cũng như là áp bức nặng nề hơn, như là những cái vụ án mà chúng ta đã mention và đã đề cập tới trong tuần lễ vừa qua. Trong khi đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại ngày càng lộ ra những cái cách rất là lúng túng và không đồng nhất. Và chúng ta thấy là từ những cái công tác như là phê bình hay là tự phê bình, rồi để mà diệt tham nhũng hay là kiểm điểm, rồi tín nhiệm, vân vân và vân vân. Và cuối cùng, cái vụ mà nhất định nếu có sửa đổi hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ nguyên cái điều 4 hiến pháp, xác lập cái sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Như vậy thì một phong trào quần chúng có thể được thành hình trong cái điều kiện và hoàn cảnh như thế này không, thưa với luật sư Đỗ Thái Nhiên? Khi nói về những chuyển động của một xã hội, những cái vận hành lịch sử của xã hội thì người ta phải bình luận về điều được gọi là lịch sử quan. Lịch sử của loài người đi về đâu? Trước kia thì người Cộng sản cứ khư khư khẳng định lịch sử là lịch sử đấu tranh giai cấp, lịch sử là những chiến thắng liên tục của giai cấp công nhân, vân vân. Giờ này thì cái quan điểm đó hoàn toàn sai lầm. Những người duy tâm cho rằng là lịch sử chuyển mình do những nhân vật kỳ tài mà ông trời ban xuống cho loài người, và lịch sử có thể vận hành theo thiên mệnh. Cái quan điểm lịch sử mà tôi vừa trình bày nó mơ hồ, làm cho chúng ta không thể nào lý luận về lịch sử một cách khoa học. Tới giờ này thì chúng ta thấy rằng chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, các chế độ độc tài, tất cả những chế độ nào chống lại nhân quyền đều bị lịch sử đào thải. Vậy thì lịch sử là gì? Lịch sử là nỗ lực bất tận nhằm đào thải tất cả những thế lực, những chế độ độc tài chống lại loài người. Và Đảng Cộng sản Việt Nam tới bây giờ thì dù một người có muốn binh vực Cộng sản Việt Nam tới đâu đi nữa, họ cũng không thể nào chối cãi rằng Cộng sản Việt Nam là một đảng chống lại loài người, chống lại người dân, và không sớm thì muộn Cộng sản Việt Nam sẽ bị đào thải. Còn chừng nào bị đào thải, điều này thì có nhiều người đặt vấn đề rằng là Đảng Cộng sản Tàu và Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng nào sẽ bị đào thải trước? Đây là một câu hỏi gần như không có câu trả lời, hoặc là nếu trả lời thì chỉ là một trả lời phỏng định. Cái chữ phỏng định hiểu theo cái nghĩa nghiêm khắc nhất. Bởi vì lịch sử, khi mình đã thấy cái hướng của lịch sử, ví dụ như Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày nay Cộng sản Việt Nam chẳng những không được dân kính trọng mà người dân đã vô cùng khinh ghét Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự khinh ghét đó thể hiện ra trong lời nói, trong hành động chống đối, đặc biệt là những năm tháng gần đây chúng ta thấy những YouTube từ trong nước chuyển ra, người ta gần như công khai chửi bới Cộng sản Việt Nam, công khai chửi bới ngành công an. Điều đó thấy rằng là người dân hoàn toàn không còn, nói là hoàn toàn thì quá đáng, nhưng mà người dân không còn sợ Đảng Cộng sản nữa.
Vâng. Một mặt người dân không sợ Đảng Cộng sản, một mặt Đảng Cộng sản lúng túng về nội tình, lúng túng về ngoại giao, lúng túng về mức độ chống đối của người dân càng ngày càng gia tăng. Cái tâm lý hậm hực của Đảng càng ngày càng bộc lộ. Nói tóm lại, một mặt người dân không sợ Đảng Cộng sản nữa, một mặt Đảng Cộng sản càng hậm hực trước những bế tắc mà Đảng đang gặp phải. Hai cái lực hậm hực và lực khinh ghét của quần chúng chạm vào nhau, làm cho tình hình có thể nổ bất kỳ lúc nào. Tình hình có thể nổ do sự việc một anh cảnh sát giao thông đánh người vi phạm luật giao thông. Tình hình quần chúng chống đối có thể bùng nổ do một anh cảnh sát nào đó xét giấy tờ, nói năng không để độ đối với một người trên đường đi nhà thờ, vân vân. Khi cách mạng quần chúng nổ ra thì nổ ra bằng những sự kiện rất bình thường, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó nổ được bởi vì trong lòng quần chúng nó có sẵn sự căm thù rồi. Chỉ cần một hành vi nhỏ bé sơ sẩy của nhà cầm quyền là người dân có thể nổi loạn, người dân có thể vận dụng cái gọi là lực lượng quần chúng để đánh phá nhà cầm quyền. Cho nên mình biết chắc chắn là Đảng đang đi ngược lại sử quan tôn trọng nhân quyền, và người dân càng ngày càng không sợ Đảng, thì hai cái hướng ngược chiều đó nó sẽ nổ ra bất kỳ giờ nào, và nổ ra ở Tàu trước hay ở Việt Nam trước là tùy theo những sự kiện nhỏ nhỏ mà tôi vừa mới trình bày. Nó xảy ra đúng lúc thì cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền nó sẽ nổ lớn ra. Khi nãy ông có nhắc tới một cái điều là có những cái quan niệm nhận xét cho rằng là Việt Nam sẽ sụp đổ trước vì không có một cái hệ thống cầm quyền có khả năng, không có một cái hệ thống tài chính cũng như là kinh tế mạnh như là Trung Cộng. Nhưng mà những phía khác lại cho rằng là Việt Nam thì lại có cái khả năng thoát được cái nguy hiểm cao hơn vì là không bị nặng nề ràng buộc bởi một cái đảng cũng như là nhà nước như là Trung Cộng hiện đang gánh chịu. Kim Nhung nhớ là thời gian vừa qua thì Kim Nhung có làm việc với lại cái chương trình Thời sự ngày mai với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, thì qua đó thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đã có phân tích rằng là nước Tàu thế nào cũng sẽ có xảy ra những cái động loạn bởi nhiều những nguyên nhân khác nhau, trong đó về vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, sự chống đối giữa các sắc tộc, hoặc là những cái môi trường sống bị hủy diệt như là nhu cầu nước, thực phẩm, nhiên liệu ngày càng có thể bị hủy diệt. Những cái yếu điểm này thì Việt Nam cũng có thể bị vấp phải tương tự. Như vậy từ đó thì ông lại có thể cho cái khán giả biết, dựa theo những cái điểm mà Kim Nhung với vừa kể ra, hoặc là theo ông những cái lời phân tích của ông, thì bên Cộng sản Tàu hoặc là bên Cộng sản Việt Nam thì phe nào có thể sụp đổ trước? Tôi nghĩ rằng là cán bộ Cộng sản Tàu và cán bộ Cộng sản Việt Nam, nếu mà so chiếu về trình độ, về khả năng điều hành, thì rõ ràng Cộng sản Tàu có khả năng hơn Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam qua bao nhiêu năm rồi, tôi thấy trình độ học hỏi của Cộng sản Việt Nam vẫn không đáng kể. Ngày nay Cộng sản Việt Nam có rất nhiều bằng tiến sĩ, nhưng mà phải nói rằng là trình độ vẫn là trình độ của những người biết đọc biết viết. Lấy một thí dụ có tính thời sự mới đây nhất là một ông bác sĩ do Cộng sản Việt Nam đào tạo làm cái tác vụ thẩm mỹ cho một phụ nữ, rồi người khách đó qua đời, thì ông bác sĩ đó quyết định mang người phụ nữ đó ném xuống sông. Đó là một hành vi không phải là tàn ác, phải nói là cực kỳ ngu dốt. Và trình độ của một bác sĩ mà quyết định như vậy, để cho chúng ta thấy rằng những người gọi là tiến sĩ, thạc sĩ xuất phát từ Việt Nam, đặc biệt là xuất phát từ Đảng, tiến sĩ, thạc sĩ lấy được là nhờ tư cách đảng viên, thì thấy rằng là trình độ quá ư thấp kém so với người Trung Hoa, so với cái cách các nhân viên ngoại giao Trung Hoa khi đi ra ngoài nói chuyện trước sau quốc tế, thì rõ ràng Cộng sản Tàu khôn ngoan và có trình độ hơn Cộng sản Việt Nam. Chính vì Cộng sản Việt Nam, tôi xin phép dùng lại cái chữ ngu dốt quá đáng, mà tôi ngờ rằng Cộng sản Việt Nam sẽ gục đổ trước Cộng sản Tàu. Vâng, vâng. Thế thì bây giờ Kim Nhung trở lại trong cái bài tham luận của ông đã phổ biến tại một cái đại hội người Việt quốc gia hải ngoại gần đây,
thì ông đã có nêu lên một cái nhận định, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở trong cái giai đoạn nguy ngập và thoái trào. Kim Nhung tin rằng cái nhận định này của ông phải căn cứ từ những cái dữ kiện cụ thể, chứ không phải là trong cái tính cách mà, thương hay là ghét. Như vậy thì ông có thể nói rõ về cái phần nhận định đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở trong cái tình trạng nguy ngập cũng như thoái trào của ông. Nói một cách tổng quát nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đang rơi vào tình trạng nguy ngập do ba nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất, năm 1986, Cộng sản Việt Nam quá đói kém, xã hội Việt Nam quá đói kém dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, cho nên họ quyết định là đổi mới, nhưng với phương châm đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị. Và từ năm 86 tới bây giờ thì người Cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam mới nhận ra cái tác động của sự việc gọi là đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị. Nhìn về mặt tư tưởng, kinh tế là những hành động cụ thể sản xuất và tiêu thụ, cho nên kinh tế là lượng, lượng là cụ thể đó, là vật chất đó. Chính trị là quyền hành, là mối liên hệ giữa nhà cầm quyền với quần chúng. Chính trị có tính trừu tượng, cho nên chính trị là chất. Chất và lượng theo Marx thì lượng đổi chất đổi, nhưng theo một người tỉnh táo bình thường, lượng đổi chất đổi và chất đổi làm lượng đổi, hai chiều. Nhưng mà vì bên kia họ lấy là duy vật, cho nên họ phải bảo là lượng đổi làm chất đổi, chấm hết. Nhưng mà mình nhìn bằng trong thực tại đời sống thì thấy rằng chất và lượng tác động hai chiều. Trước khi hệ thống cộng sản thế giới sụp đổ thì nguồn tiền từ Trung Cộng và từ Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô chi viện cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên nguồn tiền từ Tàu và từ Nga vào tay Bộ Chính trị. Trước năm 75, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam làm ra tiền, tiền là lượng. Bây giờ thì rõ ràng ông Nguyễn Tấn Dũng và nội các của ông Dũng làm ra tiền qua ngoại thương, cho nên đồng tiền nó đã từ tay Bộ Chính trị, nó qua tay nhà nước. Và lượng đổi tức là đổi từ đồng tiền trong tay Bộ Chính trị qua trong tay nhà nước, nhưng mà chất vẫn không đổi. Điều đó không đúng, và chính vì lượng đổi làm chất đổi, cho nên trong hội nghị 6, hội nghị 7, quốc hội tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp, thấy rằng Bộ Chính trị đã mất hết quyền hành, tức là chất nó đổi. Và tới bây giờ thì trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mới bị tác hại ở cái quy luật lượng đổi làm chất đổi. Khi tiền đã qua tay nội các rồi thì Bộ Chính trị đừng hòng điều khiển nội các. Và sự việc này làm cho nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam tuy không nói ra miệng một cách ồn ào, nhưng mà rõ ràng vô cùng nguy hiểm đến độ là cán bộ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn thường xuyên than phiền là trên bảo dưới không nghe. Trên ở đây là Bộ Chính trị, dưới ở đây là nhà nước. Nhưng bây giờ nhà nước có tiền, Bộ Chính trị không tiền, thì cái quyền lực phải bắt buộc từ tay Bộ Chính trị vào trong tay nhà nước. Đó là một sự đổ vỡ vô phương cứu chữa và không thể nào đảo ngược được. Cái thứ nhì, càng ngày tội ác tham ô nhũng lạm, tội ác chà đạp nhân quyền và sự trình độ ngu dốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân hoàn toàn không còn dành cho Đảng một tí tí kính trọng nào nữa, và cái mức chống đối nó càng ngày càng lên cao. Như vậy là tôi nói cái thứ nhất, nội tình Đảng Cộng sản đã cứ tạm thời gọi là vỡ làm đôi và không hàn gắn được, bởi vì ở đây là vi phạm quy luật điều hành xã hội, chứ không phải là một tình cảm cá nhân, không phải là anh kêu gọi phê và tự phê, anh kêu gọi tương nhượng là Đảng Cộng sản hòa lại với nhau. Không hòa được, bởi vì đã vi phạm luật đổi, lượng đổi hai chiều. Cái thứ nhì, mức chống đối của quần chúng càng ngày càng gia tăng. Vâng, xin phép luật sư Đỗ Thanh Nhiên, Kim Nhung xin dừng buổi nói chuyện tạm thời ở nơi đây và sẽ trở lại sau một vài phút thương mại. Nhưng xin kính mời quý vị cùng tiếp tục đón theo dõi chương trình The Kim Show, sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Kim Nhung xin kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Show trong một câu chuyện của hôm nay. Hôm nay nói chuyện với luật sư Đỗ Thanh Nhiên. Thưa với luật sư, chúng ta tiếp tục cái phần trình bày của ông hồi nãy, đó là vấn đề mà ông có một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Kinh tế đó là lượng,
và chính trị nó là chất. Yeah. Thì lượng đổi thì chất đổi. Ừ. Cái quy tắc nó rất là rõ ràng. Yeah. Nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã không có thực hiện được cái quy tắc đó. Vi phạm điều đó. Vi phạm điều đó. Ừ. Dạ vâng. Và bây giờ thì ông có thể trình bày vấn đề ngoại giao. Dạ. Yeah. Thì thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nguyên tắc lượng đổi chất đổi, làm cho nội tình nó vỡ tung. Và người ta bảo rằng này, trên bảo dưới không ngay. Sự thực ra là không có sự hợp tác giữa Bộ Chính trị và nhà nước. Cái thứ nhì, lòng dân càng ngày càng khinh ghét, càng ngày càng căm thù Đảng Cộng sản Việt Nam, mức chống đối của người dân càng ngày càng lên cao. Đó là cái cội nguồn thứ hai. Cội nguồn thứ ba là vấn đề ngoại giao. Thì ngoại giao rõ ràng là Cộng sản Việt Nam càng ngày càng bị Trung Cộng xâm lăng về mọi mặt. Và cái sự việc mà Trung Cộng xâm lăng, Trung Cộng nói một đường làm một nẻo thì quá nhiều, mình không cần phải dẫn chứng. Cái điều mà mình mới thấy đây nhất, tức là ông Lý Khắc Cường gặp ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đưa hai bên đã đưa ra ba quyết định, mà cả ba quyết định đó rõ ràng là chỉ có lợi cho Trung Cộng, hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam. Cái quyết định thứ nhất là Trung Cộng và Việt Nam cam kết với nhau cùng nhau khai thác và phát triển tài nguyên ở dưới biển. Biển ở đây chắc chắn là biển của Việt Nam. Tàu Cộng và Việt Cộng cùng nhau cam kết khai thác biển Việt Nam. Cái chuyện nó hoàn toàn vô lý, chỉ có lợi cho tàu và hoàn toàn thiệt hại cho tài nguyên biển của Việt Nam. Cái thứ nhì là Việt Nam cam kết với Trung Cộng là sẽ mở ra một cái viện khổng học, một cái bộ phận giáo dục tư tưởng khổng hữu tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng ta thừa biết rằng là trong những thập niên cai trị Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam hoặc là không biết hoặc là tán lờ đi, không giáo dục cho người Việt Nam, không làm cho người Việt Nam hiểu thấu và yêu thương văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam coi như bị tán lờ, và bù lại là văn hóa Tàu càng ngày càng phát triển. Tôi lấy một thí dụ, ở Ninh Bình có cái chùa tên là chùa Bái Đình, hàng năm có hàng triệu du khách tới thăm viếng, và cái chùa đó từ nội dung, cách điều hành vân vân hoàn toàn là Tàu. Và bây giờ mà phổ biến tư tưởng Khổng, chưa nói tới tư tưởng Khổng nó sai lầm, người ta chỉ nhắc tới hai điều. Tư tưởng Khổng là gì? Tư tưởng Khổng là đạo vua tôi là trên hết, vua ở trong nước, tức là ông vua và người dân gọi là vua tôi. Nhưng mà nhìn cái tư tưởng vua tôi đó, người Tàu nhìn qua bàn cờ quốc tế thì vua ở đây là nước vua, và những nước chung quanh thì nước tôi. Là nói tóm lại, người Tàu vẫn có ước mơ biến người Tàu thành một quốc gia bá chủ hoàn cầu, và những quốc gia khác chỉ là nước tôi. Đó là cái tác hại của tư tưởng Khổng đối với những quốc gia không phải là người Tàu. Cái điều mà cần đến nói nữa đó, tức là người Tàu với sự hỗ trợ của các viện khổng học sẽ dùng cái văn hóa Trung Hoa để đè bẹp, để làm cho người dân Việt Nam quên hẳn đi văn hóa Việt Nam. Và khi dân tộc Việt Nam không còn văn hóa dân tộc nữa thì lòng yêu nước chắc chắn không còn. Và khi người dân không còn lòng yêu nước thì khả năng chống ngoại xâm từ phương Bắc cũng hoàn toàn bị tê liệt. Đó là điều nguy hiểm nhất mà vừa rồi ông Lý Khắc Cường và ông Nguyễn Tấn Dũng đôi bên cam kết là sẽ phổ biến tư tưởng Khổng tại Việt Nam, hay nói cách khác là dùng cái văn hóa Tàu để đè bẹp văn hóa Việt Nam. Cái thứ ba là đôi bên sẽ nâng cái kim ngạch ngoại thương giữa Tàu và Việt Nam. Và mình biết rồi, cái ngoại thương giữa Tàu và Việt Nam hàng năm đó, nó người ta dùng cái chữ gọi là xuất siêu, tức là Việt Nam bán hàng cho Tàu, rồi Tàu bán hàng lại cho Việt Nam, nhưng mà cái số tiền thiệt hại bởi vì Việt Nam nhập hàng của Tàu nhiều hơn là Tàu mua của Việt Nam là trên dưới 15 tỷ hàng năm. Và nếu mà bây giờ đôi bên cam kết là tăng ngạch số đó lên 60 tỷ hoặc là 100 tỷ thì thiệt hại về kinh tế về phần Việt Nam sẽ vô cùng to lớn. Trong cái hoàn cảnh đó thì một số cán bộ lãnh đạo Hà Nội vì ham mê quyền hành
vẫn tiếp tục nghe theo những cái mệnh lệnh cai trị của người Trung Hoa. Điều này chắc chắn chế độ Hà Nội có biết, nhưng mà họ không còn cách xoay sở nào khác chăng, cho nên họ vẫn tiếp tục thần phục người Trung Hoa. Bởi vì người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thừa biết rằng khi Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay Trung Cộng thì ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể nào còn tồn tại nữa. Đó. Và trong những hoàn cảnh đó thì Việt Nam thay vì liên kết với những quốc gia khác để tạo thế lực đương đầu lại với ngoại xâm Trung Cộng, thì Việt Nam vẫn một mặt thì gọi là ban giao chiến lược với quốc gia này, quốc gia kia, rồi cố gắng nắm giữ ASEAN để lấy thế đi dây trong trời quốc tế. Nhưng mà cái cuộc đi dây đó càng ngày càng trở nên khó khăn, và tin tức mới nhất cho thấy rằng Philippines đã hoàn toàn thay đổi cái thái độ đối với Trung Cộng, gần như là Philippines đã hoàn toàn quy hàng Trung Cộng. Điều đó cho thấy rằng cái giấc mơ nắm ASEAN của Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không thể thực hiện được. Và vì vậy cái giấc mơ gọi là dựa vào ASEAN để mà đi dây thì Cộng sản Việt Nam cũng hoàn toàn nó vĩnh viễn chỉ là những giấc mơ. Và càng ngày cái tệ nạn xâm lược của Trung Cộng càng thê thảm đối với Việt Nam. Thì đó là ba cái cội nguồn lớn nhất. Thứ nhất, nội bộ đảng đã vi phạm quy luật lượng đổi chất đổi, đảng không thể nào cùng nhau làm việc được. Thứ nhì, lòng dân càng ngày càng chống đối một cách gay gắt. Thứ ba, về ngoại giao, gọi là chính sách đu dây chẳng qua chỉ là một chính sách tự mình đưa đầu vào cái vòng ngoại xâm của Trung Cộng. Đó là ba mối nguy lớn nhất tạo thành cái hiện tình vô cùng thê thảm của chế độ Hà Nội ngày nay. Dạ vâng, qua cái sự nhận định của ông cũng như là cái điều mà ông đã nói là Cộng sản Việt Nam đang ở trong cái tình trạng suy thoái và nguy ngập, với lại cái hồi vừa rồi ông đã kết luận một cái điều đó là Cộng sản Việt Nam có cái nguy cơ bị sụp đổ trước Cộng sản Tàu. Thế bây giờ Kim Dung đặt ra một câu hỏi để mà kết luận chương trình ngày hôm nay, đó là nếu mà Cộng sản sụp đổ, tức là chúng ta đặt ra vấn đề là liệu có một cái hệ thống nhân sự và cái tổ chức nào có đủ cái khả năng thay thế người cũng như là hệ thống của Cộng sản Việt Nam, và liệu có một cái phong trào quần chúng nào từ trong nước hay là chăng, thưa ông? Đây là một câu hỏi khó có câu trả lời chính xác, nhưng mà mỗi người, mỗi đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam hãy làm hết sức mình để chuẩn bị nhân sự nhằm đáp ứng trong hoàn cảnh chế độ Hà Nội bị sụp đổ. Nhưng cái việc mà chúng ta làm được, và nếu làm được thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của Việt Nam, tức là mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là người Việt hải ngoại, phải học hiểu và phải sống dân chủ đa nguyên, nâng cao trình độ chính trị của từng người một. Và nếu người dân có sẵn trình độ chính trị, đồng thời có những tổ chức chính trị hoạt động ngấm ngầm, và nhờ vào cái dân trí lên cao, ý tôi muốn nhấn mạnh là dân trí chính trị dân chủ đa nguyên lên cao, thì cái việc chống đỡ sự rối loạn của xã hội sau khi chế độ Hà Nội sụp đổ nó sẽ hữu hiệu hơn nhiều. Đó là sự việc mà tôi chỉ có khả năng trả lời một cách tổng quát như vậy trong trường hợp nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bị lật đổ. Vâng, xin cảm ơn thời gian quý báu của ông rất là nhiều đã đóng góp cho chương trình The Kingdom Show. Mình chúc anh ông có nhiều sức khỏe mà tiếp tục có những cái vấn đề về luật pháp để chia sẻ tới cộng đồng người Việt tại hải ngoại của chúng ta. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô Kim Dung. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Vâng, Kim Dung xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những buổi nói chuyện với luật sư Đỗ Thái Nhiên trong chương trình The Kingdom Show. Kim Dung xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.